Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 13 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa sẽ từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay có mưa rào và dông cục bộ. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất sẽ từ 29 đến 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất sẽ từ 30 đến 33 độ C và có nơi sẽ trên 33 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C và các tỉnh Nam Bộ sẽ có nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C và có nơi sẽ trên 37 độ C.